Xin chào mọi người ha. Tối nay mình giới thiệu tiếp tục đến mọi người mẫu laptop Toshiba Dynabook nữa. Con này là cái con màn hình 15.6 inch. Mình thấy cũng có nhiều khách hỏi mình cần cái dòng mà giá rẻ hợp lý, màn hình đó là phải to. Đó, và hả chi tiết rõ, màu sắc đồ là tươi rói lên, thì cái con này chuẩn nội địa Nhật là đáp ứng đầy đủ hết, mà quan trọng là giá rẻ. Con này có thể gọi là ngoại hình thì xấu mà kết cấu thì rất là cao nha mọi người. Từ từ mình tìm hiểu sơ sơ mình sẽ báo cái giá cực kỳ tốt cho mọi người. Đầu tiên nhìn cái màn hình chống chói của nó tuyệt vời mọi người. Đây là cái màn hình mà chống chói tuyệt vời của dòng Dynabook 15.6 inch. Nó có rất là nhiều bản, có bản thường, bản Full HD, rồi bản Full HD cộng, bản HD cộng rồi bản Full HD, thì đây là bản Full HD nha, màu sắc tươi đẹp lắm mọi người. Cấu hình, mình giới thiệu cấu hình sau đó mình sẽ quay cái ngoại hình nha. B65M nha mọi người, nhưng mà đây nè, thường thường đó là nó sẽ là i7 thế hệ 7 hoặc là i5 thế hệ 7. Đây là cái bản i7 thế hệ 8 mọi người. Là i7 Gen 8 đó, là 8 CPU nè, nó khỏe lắm, chip khỏe ha. RAM 16GB, RAM này còn có thể nâng cấp 32GB ok hết. Và SSD là 256GB zin, cộng với lại cái này thì không có cộng mà nó có cả DVD. DVD đôi lúc ví dụ như mình làm cái gì á, bên này cần có đọc DVD cũng rất là thuận tiện mọi người. Đây màn hình là Full HD 1920x1080. Máy này thì pin trên 3 giờ hoạt động là hoàn hảo, không có lỗi lầm gì. Chỉ có cái vỏ ngoài nó xấu là thứ nhất, thứ nhì nữa là trên màn hình nó có phản quang siêu nhẹ, rất là nhẹ luôn. Khó thấy trên nền trắng, rất là khó thấy nha mọi người. Đây nè, tí thì ti chỗ này và chỗ này nữa rất là khó thấy luôn. Nó không ảnh hưởng gì nhiều và nhiều người không biết thì cũng không không có biết đó đâu. Vì nhìn trực diện nó khó thấy lắm, nhìn nghiêng nó cũng khó thấy, nó ít 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 nè, hơi rất là mờ mờ ở đây nè. Đó. Và cái trên này nó có vệt hằn bàn phím là sao, là khi mà mình gập xuống thì cái phím nó vừa đụng với cái màn hình, hầu hết máy nào cũng vậy hết trơn á, nhưng mà trong thời gian lưu kho lâu người ta không có mở lên mở xuống thì thành ra là cái vết cái phím này nó hằn trên màn hình là cái chuyện bình thường. Màn hình này là cái tấm lụa thôi mọi người, ở bên ngoài cái màn hình không hề ảnh hưởng tới bên trong, thì nó giống như ngoài da và nó hơi hằn lên, mình nhìn nó thì không có thấy được khi mà mở máy, khi tắt máy hoặc là khi mà mình không mở máy thì mình nhìn thấy, tại vì trên nền đen á thì mình hay dễ là mình thấy là cái lớp lụa ngoài nó hơi dơ một tí, nó hơi dơ một hai đường, đó là như vậy thôi, còn lại là ok, việc sử dụng là không sao hết nha mọi người. Nó mà là mình giải thích cái vấn đề hằn phím. À, còn về phím này, phím này là nó thiệt, nếu mà ai mà là chuyên bấm văn bản thì rất là thích luôn, tại vì phím to và cái size phím cái kiểu này á, là bấm rất là sướng á mọi người. Nếu mọi người lên ở trên mạng mọi người tìm hiểu thêm là người ta sẽ nói về những cái dòng phím này bấm rất là sướng nha, bấm mà thực sự bấm sướng, bấm phím nó to, bấm đưa cái tay mình bấm nó đã lắm, nó mềm nữa mọi người, nó rất là mềm luôn. Bàn rê chuột là có bóng, chắc là người ta cũng sử dụng nhiều, nó có bóng mọi người. Góc cạnh này thì đẹp, này là i7 Gen 8 với tem. Cái kiểu là nó xước xước như vậy mọi người, Dynabook nha. Đó, thì ở bên trong là chuột có bóng, màn hình có phản quang nhẹ và nó có hàng phím, vậy thôi. Còn lại là ok hết trơn, phím này có thể chấp nhận được, cũng có thể gọi là phím còn tương đối đẹp. Bây giờ bên ngoài nha, 15.6 inch cái góc nhìn rất là đã mọi người. Bên này là DVD, này là mạng LAN, hai ngõ USB, ngõ tai nghe. Bên này là ngõ sạc, rồi ngõ màn hình, rồi HDMI, USB, rồi thẻ nhớ. Nói chung là cũng tương đối đầy đủ, màn hình chống chói tuyệt vời. Và đây là cái vỏ ở ngoài ha, mọi người, nó có xấu như thế này. Mình quay từng chi tiết một đây. Nó có mòn, thực sự mình sờ nó rất là mịn mọi người, nhưng mà nó có mòn nha, mòn đây. Có xước lông mèo đây nè. Đó. Góc cạnh. Đây mọi người, mòn nặng nhất là chỗ này. Nhìn thì nó ghê như vậy nhưng mà sờ nó rất là mịn nha mọi người, nó không hề hấn gì hết. Có trầy chỗ đó. Thì nói chung là mọi người dán sticker hoặc là cứ vậy mà mình cày thôi. Tại vì cái máy nó vừa bền vừa chất lượng, màn hình lớn, mọi người làm việc con cái học hành online. Bây giờ nó có cái kiểu dán đề can cũng đẹp, mọi người mình dán lên, mình che đi ha. Nó đại khái là nó có xước, nó có mòn như hình đó. Cấu hình thì khỏe, máy hoạt động tốt và giá chỉ có 5 triệu rưỡi thôi mọi người. i7 Gen 8 RAM 16 SSD 256 15.6 inch Full HD nha. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt có thể inbox mình. Mua hàng mọi người cọc 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người nhiều nha.